Chào các bạn, chào mừng các bạn trở lại với kênh YouTube của xe máy Thành Tâm. Và ngày hôm nay gần Tết này, mình sẽ giới thiệu cho các bạn một con xe cực kỳ ngầu khi mà ngồi trên xe để cho các bạn đi chơi Tết luôn. Đây là SH 350 đời 2021 với một màu xám xi măng cực kỳ hot luôn các bạn. Hot từ cái tên, hot từ phân khối và hot từ màu sơn luôn các bạn. Mình sẽ giới thiệu sơ cho các bạn. Con này thì bên mình mới vừa về thôi. Đầu tiên mình sẽ cho các bạn xem odometer. Chưa tới 3.000 cây nữa các bạn, cụ thể là 2.774 km. SH 350 với nhiều công nghệ hiện đại. Và đầu tiên thì mình sẽ giới thiệu cho các bạn về ngoại hình. SH 350 này, phiên bản này sở hữu phiên bản màu xám xi măng kết hợp màu đen này các bạn. Và làm nổi điểm nổi bật ở đây là gì? Các cái màu đỏ ở điểm nhấn màu đỏ này các bạn. Chữ ở phía trước nè. Đây, chữ Honda nè. Đó. Tiếp đến tem nổi cũng được là màu đỏ luôn các bạn, khác với SH thường. Ở SH 30 350 thì có thêm một cái đề can nổi thể hiện 350 ở đây, được mạ cà rôm, và trên này 350i được sơn màu đỏ, nhìn cực kỳ nổi bật, cực kỳ cá tính luôn. Tiếp vào đó thì đây các bạn, đường chỉ đỏ trên yên xe cũng là một cái điểm nhấn mà làm cho xe thêm sang trọng, thêm nổi bật hơn. Tổng quy lại xe này chạy thì chưa tới 3.000 km thì các bạn biết là cái độ ken nó như thế nào rồi đó. Không có một dấu chày xước luôn ở phía trước nữa, mà cánh chim đây nè các bạn. Phần này thì mạ chrome, còn phần cánh chim này thì được ốp nhựa trong nè, nhìn cực kỳ sang. Và trên này vẫn là nhan, dưới này là hệ thống đèn chiếu sáng full LED các bạn. Tiếp đến, SH 350 sở hữu một cái dòng mâm, dòng bánh to hơn là SH bình thường các bạn. Chính vì vậy mà dĩa trước thắng trước của SH 350 cũng sẽ to hơn. Đây đây là thắng dĩa Nissin các bạn, có cả phanh ABS, các bạn nhìn thấy ốc tán không? Các bạn chỉ cần nhìn vào đây là các bạn cũng biết xe chạy ít hay nhiều liền. Độ sáng còn nước thì sáng luôn các bạn. Đây còn đây là cái nước sơn của hãng nè, cái nước sơn này thể hiện được là xe vẫn còn zin nè, chưa có động chạm gì hết. Phuộc thì vẫn còn cái là mới, nước sơn phuộc không chạy, phuộc không có sự nhớt gì nha các bạn. Đây, tiếp đến về phần phía sau. Ở phía sau thì đối với SH 350 thì vẫn sở hữu dĩa sau các bạn, kênh 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 tháng sau vẫn là dĩa các bạn, và có cả luôn ABS. Có không? Có ABS nữa các bạn. Có ABS nha các bạn. Mình khẳng định là có ABS nha các bạn. Cũng là thắng dĩa đến từ nhà Nissin luôn. Phuộc là phuộc đôi. Phuộc chính hãng đến từ nhà Honda các bạn, nước sơn phuộc vẫn còn mới nè, không có một chạy xước gì luôn. Tiếp đến về mình sẽ cho các bạn xem một số chi tiết nữa, như là cốp xe nè, vì xe mình mới rửa đâu các bạn, mới lấy về mới rửa chưa kịp khô luôn nè, các bạn nhìn thấy nắp bình xăng còn sáng 7 màu luôn này, bạn nhìn xem này đó. Xe này không khác gì xe mới, nhưng mà khi mua các bạn tiết kiệm được khá là nhiều tiền, vài chục củ để mà ăn Tết luôn các bạn. Chìa khóa còn đầy đủ 2 chìa và còn mã vạch luôn các bạn. Việc còn mã vạch này giúp cho chúng ta nếu mà có bị vô tình mất cái chìa khóa này, chúng ta vẫn có thể đem cái mã vạch này ra tìm ra hãng và chúng ta làm lại chìa khóa mới. Về động cơ, thì bên mình không phải trên mạng thì có quá nhiều, hoặc là cái thông tin về SH 350 thì về động cơ thì các bạn biết rồi. Bên đây mình chỉ cam kết cho các bạn động cơ máy zin 100%, chưa qua sửa chữa, máy móc zin 100%, không tai nạn, đâm đụng, không ngập nước. Chính vì thế các bạn hãy yên tâm. Ngoài ra thì khi mua bên mình bảo hành cho các bạn động cơ 6 tháng, ắc quy 3 tháng, nồi lọc gió của SH 350 này bên mình hỗ trợ vệ sinh trọn đời xe cho các bạn luôn. Chính vì thế nếu như thích một con xe cực kỳ sang chảnh để mà review Tết, để không lẫn vào đâu được, thì các bạn hãy đến Thành Tâm và chọn ngay SH 350 nha. Bên mình hỗ trợ cho các bạn tối đa 60 triệu đồng để mà mua con xe này luôn. Chính vì thế các bạn chỉ cần đưa trước vài chục triệu thôi là các bạn có SH 350 chạy rồi. Còn chần chờ gì nữa mà không đến xe máy Thành Tâm.